Hoan hỷ, chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát, kênh tử vi tâm linh hàng đầu Việt Nam, được tư vấn và trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Quý vị thân mến, việc xem tử vi cho tuổi Đinh Sửu trong tháng 5 là điều hết sức quan trọng và cần thiết. Qua việc xem tử vi, quý vị nắm bắt được cát hung vận hạn trong cuộc sống của chính mình. Và cụ thể hơn, việc xem tử vi cho tuổi Đinh Sửu trong tháng 5 âm lịch thì bạn sẽ biết được qua tháng 5 của mình như thế nào, vận hạn ra sao. Và về công việc thì tiền bạc chúng ta có được thuận lợi hay là không? Sẽ có những lưu ý gì trong cuộc sống của mình? Phần luận giải tử vi được xây dựng và tư vấn bởi thầy Gia Cát cùng với các chuyên gia hàng đầu về tử vi trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên đây sẽ là phần luận giải cho tử vi tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 trong tháng 5 âm lịch chính xác và đầy đủ nhất. Qua việc xem lá số tử vi thì thầy Gia Cát cũng sẽ đưa ra những lời khuyên giúp cho quý vị gia chủ Đinh Sửu tránh được những vận hạn và chúng ta sẽ có được những bước đi gặt hái được nhiều tài lộc và may mắn trong cuộc sống của mình. Xin mời tất cả quý vị cùng với các bạn, chúng ta hãy cùng theo dõi phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 trong tháng 5 âm lịch ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Những người tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997, mệnh giản hạ thủy, có đặc trưng là rất nỗ lực làm việc, chẳng hề nề hà gian khó mà luôn hướng tới mục tiêu đã định. Họ đặc biệt không thích ồn ào, không thích gây chuyện thị phi. Gặp người yếu đuối, họ sẵn sàng giúp đỡ hết mình, chứ tuyệt nhiên không có ý định hiếp đáp. Người này có tinh thần nghĩa hiệp hiếm có, luôn đứng về phía lẽ phải. Họ không run sợ trước cường quyền, không khoanh tay bó gối đứng nhìn kẻ xấu, chẳng nhắm mắt làm ngơ khi thấy người nguy nan. Người tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 có tố chất lãnh đạo, cũng có chủ kiến riêng. Họ không dễ gì khâm phục người khác, nhưng nếu gặp được người khiến họ tâm phục, khẩu phục thì sẽ chẳng ngại ngần mà tán thưởng. Người tuổi Sửu sinh năm 1997 đang thất nghiệp thì tháng này không phải thời điểm thuận lợi để tìm việc làm. Bạn có thể gặp phải một số công ty lừa đảo hoặc không uy tín, vừa lãng phí thời gian, vừa hao tài tốn của nên cẩn thận trong vấn đề này. Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn có thể nhờ người thân trong gia đình hoặc bạn bè đáng tin cậy giúp đỡ. Những người bạn vẫn đang học lên cao, nếu không ngừng cố gắng tập trung phấn đấu thì bạn sẽ đạt được thành tích xuất sắc trong việc học, đồng thời có cơ hội được thực tập, làm việc để rèn luyện bản thân trong môi trường tốt. Trên phương diện tình cảm, một số cặp đôi có thể sẽ phải chia tay trong thời gian này. Nếu cảm thấy mối quan hệ này không có tương lai thì hãy để mọi chuyện lại sau lưng và đừng quá vướng bận. Càng dây dưa níu kéo sẽ càng chỉ khiến hai người thêm đau khổ, ảnh hưởng đến tương lai của cả hai. Phương diện tài chính của bản mệnh cũng đương đầu không ít khó khăn. Do công việc không ổn định, thu nhập thấp nhưng chi phí sinh hoạt lại rất cao nên dẫn đến tình trạng eo hẹp, đủ bề. Xét về thiên can, đinh âm hỏa gặp bính dương hỏa nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với quý vị gia chủ tuổi Đinh Sửu trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, gây ảnh hưởng tới tình cảm gia đình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng nhận thấy, đây có thể coi là một tháng có khá nhiều thách thức cả về áp lực đối với cả người tuổi Đinh Sửu, khi vận trình của bạn lao đao bất ổn, nhiều thăng trầm bất định. Công việc trong tháng 5 năm 2022 âm lịch này cũng không được lý tưởng như mong muốn của bản mệnh. Ở thời điểm này, mọi thứ khá bấp bênh, đòi hỏi gia chủ phải thật vững tâm và kiên trì mới có thể vượt qua được sóng gió. Dù là người có tính cách mềm dẻo, có tham vọng và chí tiến thủ, lại ẩn giấu sự quyết đoán kiên cường, nhưng khó tránh khỏi vận xấu, kế hoạch đặt ra đi chệch hướng, kết quả vượt ra ngoài dự tính của bạn. Tháng này điềm báo tử vi còn cho thấy nội bộ nơi làm việc dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh quyền đoạt vị. Các mối quan hệ nơi làm việc dễ vì vài nguyên nhân nhỏ nhặt mà trở nên bất hòa, sự căng thẳng kéo dài, gây bất lợi cho việc tiến hành công việc chung. Hành sự trong tháng cần lấy ổn định làm trọng, suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định bất kể là việc gì. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Đinh Sửu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên quý vị gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Theo dõi tử vi tháng 5 năm 2022 âm lịch, tuổi Đinh Sửu về mặt tài lộc, công việc bất ổn nên tài lộc của bản mệnh tiêu hao cũng là chuyện dễ hiểu.
nhìn chung vận trình tài lộc của người Đinh Sửu thời gian này không được tốt cho lắm, rơi vào cảnh chi nhiều hơn thu. Tháng này không thích hợp để đầu tư lớn vì rất dễ thua lỗ, cần đề phòng cảnh giác, tránh thất bại do lơ là, mất tập trung. Thậm chí bạn có thể vướng mắc rắc rối từ trên trời rơi xuống khiến tiền của thất thoát, tiền mất tật mang. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Đinh Sửu trong tháng này giảm sút khá nhiều. Bạn có những dấu hiệu như thường xuyên mệt mỏi, ể oải, làm việc khó tập trung, chất lượng giấc ngủ cũng bị ảnh hưởng và có thể bị sụt cân. Nguyên nhân chủ yếu là do áp lực tinh thần. Bạn lại suốt ngày bận rộn với công việc, hầu như không có thời gian để chăm lo cho sức khỏe của bản thân. Vì thế mà sức đề kháng cũng dần giảm sút, tinh thần ngày càng ức chế. Bạn nên chia sẻ những vấn đề đè nén trong lòng với người bạn tin tưởng để sớm được giải tỏa tâm lý. Đặc biệt, cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, cân bằng thời gian làm việc và ngủ nghỉ. Hạn chế thức khuya làm việc rất có hại cho sức khỏe. Các quý vị gia chủ tuổi Đinh Sửu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng mang lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Cùng với đó là tác dụng kỵ tà hóa sát. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Đinh Sửu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Bước sang tháng 5 âm lịch, chuyện tình cảm của người tuổi Đinh Sửu không hề dễ dàng, khiến cho con giáp này phải tốn khá nhiều thời gian và công sức để xử lý. Có lẽ công việc đã chiếm hết tâm trí của bạn, lại thêm nhiều vấn đề cuộc sống làm kìm hãm tinh thần của bản mệnh. Chỉ một chút mâu thuẫn cũng khiến suy nghĩ của bạn đi vào ngõ cụt. Các cặp đôi thường xuyên xung đột, nổi giận, cãi vã liên miên, làm cho mọi thành viên trong gia đình đều bị ảnh hưởng tâm lý. Nếu bản mệnh không bình tĩnh và tình yêu không đủ sâu đậm, thì e rằng đổ vỡ là điều khó tránh. Nhân duyên của người độc thân không phải là không có, nhưng cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Thậm chí sau nhiều lần thất bại trong chuyện tình cảm, bạn dần có tâm lý ngại yêu và thu hẹp thế giới của riêng mình, càng khiến cho cơ hội gặp gỡ với đối tượng khác giới ít đi. Lúc này tốt hơn hết bạn nên tập trung cho sự nghiệp, còn chuyện tình cảm cứ để nó diễn ra theo một cách tự nhiên, đừng cố gượng ép. Tổng quan tháng 5 âm lịch năm 2022, tháng Bính Ngọ năm Nhâm Dần. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 đến 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch. Tháng 5 Bính Ngọ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Ngọ, Lục Hợp Mùi, Tam Hợp Dần và Tuất Thành Hỏa Cục, Xung Tý, Hình Ngọ, Hình Dậu, Hại Sửu, Phá Mão và Tuyệt Hợi. Đối với những người tuổi Sửu trong tháng 5 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 1 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Quý Mùi, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Ngày âm lịch ngày 13 tháng 5 năm 2022, tức ngày 11 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Ất Mùi, có nạp âm là Sai Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 25 tháng 5 năm 2022, tức ngày 23 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Đinh Mùi, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Đinh Sửu trong tháng 5 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 6 tháng 5 năm 2022, tức ngày 4 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Mậu Tý, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch ngày 18 tháng 5 năm 2022, tức ngày 16 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Canh Tý, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Nhâm Tý, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Đây chính là 2 ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn nghề tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của phong thủy gia cát, quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng năm âm lịch và từ đó chúng ta sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp đến. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi phong thủy gia cát trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng tiếp theo trên kênh Phong thủy gia cát.